Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau review về top 5 sàn Forex tốt nhất tại Việt Nam để các bạn có được một nơi uy tín và chính thống tham gia vào thị trường này. Bởi vì ngoài kia có rất nhiều sàn Forex được quảng cáo rất là rầm rộ nhưng phần lớn trong số chúng đều là lừa đảo. Thế nên là mình mong rằng video này sẽ giúp các bạn mới tìm được một nơi uy tín để có thể tham gia vào thị trường Forex. Cũng như những bạn nào tham gia vào thị trường này rồi thì có thể đánh giá cái sàn của mình với những sàn khác để xem đâu sẽ là sàn lựa chọn phù hợp nhất với các bạn. Và để cho công bằng thì mình sẽ đăng ký tài khoản mới trên tất cả các cái sàn Forex mà mình sẽ review tiếp đây. Và để kiểm tra về cái việc là đăng ký tài khoản liệu nó có dễ dàng hay không, kiểm tra các loại giấy phép, chứng từ, thử nạp rút giao dịch xem là nó có thuận tiện hay không, đánh giá cũng như là so sánh về cái spread chi phí của các cái sàn này, xem là sàn nào sẽ là cao, sàn nào sẽ là thấp, cái gì tốt, cái gì chưa tốt mình đều sẽ review ra hết ở trong video này. Ok, và không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Ok, top 5 sàn giao dịch tốt nhất tại Việt Nam. Thì sau khi cân đong đo đếm cũng như là tham khảo rất nhiều bạn bè của mình thì mình đã có được 5 cái tên hay 5 ứng cử viên trong cái video review lần này. Thì đầu tiên đó chính là XM. XM là một cái sàn Forex mình thấy quảng cáo ở Việt Nam mình rất là nhiều. Ở trên YouTube thỉnh thoảng mình xem cũng thấy có quảng cáo sàn XM này. Và nếu các bạn vào Cốc Cốc nhé, đây các bạn vào Cốc Cốc ở ngay cái phần trang chủ của nó thôi. Đó, các bạn kéo xuống dưới thì các bạn có thể thấy đây một cái quảng cáo của XM ở trên cái phần mềm Cốc Cốc này. Đây, cái thứ hai này. Đó, quảng cáo rất nhiều ở trên các cái nền tảng xã hội của mình. Thì mặc dù nó được quảng cáo nhiều như thế, nhưng liệu xem nó có phải là một sàn giao dịch tốt hay không thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau review nhá. Tiếp theo thì chúng ta có sàn Xnet. Xnet là cái sàn Forex hiện tại mình vẫn đang giao dịch ở trên này. Trong khoảng thời gian trước đây thì nó là sàn tốt nhất cũng như là uy tín nhất, ưu việt nhất. Và đó là lý do tại sao mình đã tham gia đồng hành cùng nó trong suốt 4 năm vừa qua. Và hiện tại mình vẫn đang giao dịch ở trên này. Nhưng mà trong khoảng thời gian hiện tại đã có rất nhiều những cái bản cập nhật cũng như là rất nhiều những cái thông tin mới xảy ra. Thì liệu xem Xnet có còn giữ ở vị trí thứ đầu hay không thì tí nữa chúng ta sẽ review và so sánh xem. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta có sàn XTB. Sàn XTB này là một sàn khá là đặc biệt bởi vì mình có bạn của mình, bạn học của mình làm ở trong cái sàn XTB này ở bên Anh. Và mình cũng có nói chuyện và trao đổi rất là nhiều. Sau đấy thì mình cũng có lập tài khoản ở trên XTB để thử tham gia giao dịch xem như thế nào. Thì mặc dù là mình có bạn ở trên đó thật, mình có được những cái thông tin mà nội bộ chỉ có người ở trong XTB mới biết. Tuy nhiên thì mình vẫn không chọn XTB làm cái sàn giao dịch Forex của mình. Và có một vài lý do, tí nữa thì mình sẽ nói rõ cho các bạn biết lý do tại sao mình không chọn XTB là cái sàn giao dịch. Tiếp theo thì có lẽ là một cái sàn ít các bạn biết đến, đó là sàn FBS. Sàn này thì trong khoảng thời gian trước đây cũng quảng cáo rất là nhiều. Một vài người bạn của mình cũng giao dịch ở trên này và họ cũng feedback lại khá là tốt. Thế nên là sau khi tìm hiểu mình thấy rằng sàn này cũng là một trong sàn uy tín nên mình cũng cho vào danh sách. Và lâu đời nhất ở đây thì chắc là IC Market. IC Market thì phải từ 2010 mấy cơ. Mình đã nghe thấy cái tên này rồi. Tuy nhiên thì trong suốt khoảng thời gian đó đến nay thì mình không có thấy nhắc lại nữa. Một vài người bạn của mình cũng giao dịch ở trên này, tuy nhiên thì không quá nổi. Thì tí nữa chúng ta hãy cùng review thử xem trong 5 cái sàn giao dịch này, sàn nào sẽ là sàn tốt nhất, sàn nào có cái gì tốt, có cái gì chưa tốt thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. Và đứng ở vị trí top 5, chúng ta có sàn FBS. Sàn này được thành lập vào năm 2009, có trụ sở tại Berlin, có hai giấy phép chính là IFSC và CSEC. Hai cái giấy phép này thì cũng khá là tốt cho một sàn giao dịch Forex. Tuy nhiên thì cái điểm trừ của nó là nó chỉ có một cái trụ sở chính ở tại Berlin thôi. Nó không hề có cái văn phòng đại diện hay là chi nhánh ở bất kỳ đâu khác cả. Thế nên là mình thấy khá là nó không có được uy tín lắm so với những phát sàn ở bên dưới. Tí nữa thì mình sẽ show cho các bạn xem. Rồi, về phần app đi. Thì app FBS này chỉ có 215 đánh giá thôi, tức là rất là thấp và cái số sao được đánh giá cũng thấp luôn, chỉ có 4,3 sao mà thôi. Đó. Đăng ký tài khoản thì mình thấy rằng tương đối nhanh, các bạn có thể đăng nhập bằng Gmail cũng được. Tuy nhiên thì cái app này nó có một cái bất lợi, đó là nó không có cái giao diện giao dịch. Tức là cái app này này, các bạn tạo tài khoản, các bạn đăng nhập vào thì các bạn chỉ có thể nạp rút tiền thôi, các bạn không thể giao dịch được trên cái app này. Và thậm chí mình cũng lên trên website của nó thì các bạn cũng không thể giao dịch được luôn. Nó cần phải có MT4 và MT5, một cái phần mềm thứ ba nữa thì các bạn mới có thể giao dịch được. Còn ở trên này thì cái app này chỉ dùng để quản lý tài khoản với cả nạp rút thôi. Một cái điểm trừ khá là lớn cho cái bên FBS này và cũng là lý do tại sao nó ở vị trí thứ 5. Được rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về phần nạp tiền. Thì nạp tiền ở trên sàn này mình thấy rằng nó mất phí rất là nhiều. Đây là cái sàn mất phí nhiều nhất trong 5 sàn. Khi bạn nạp tiền hay là nó gọi là ký quỹ, bạn sẽ mất 2-4% khi mà các bạn nạp. Các bạn nạp 100 triệu là các bạn mất từ 2-4 triệu khi bạn nạp vào đây rồi.
chưa cần trade gì, chưa cần giao dịch gì bạn đã mất tiền rồi. Tuy nhiên thì nó cũng tương đối nhanh, 5-10 phút là các bạn sẽ nhận được tiền. Các bạn có thể nạp từ ngân hàng Việt Nam, Momo, có thể nạp bằng coin USDT, các cái website nạp tiền khác và thẻ Visa. Lưu ý là bank thì các bạn cần phải đăng ký Internet Banking nhé. Sau đó thì các bạn cần phải đăng nhập lên cái hệ thống thì mới nạp được. Chứ không phải là các bạn chuyển khoản vào là các bạn sẽ có tiền trên này, mà các bạn cần phải đăng nhập Internet Banking, như ở đây là đăng nhập Internet Banking của Vietcombank này lên trên cái website FBS này thì các bạn mới nạp được tiền. Thì thực ra thì đây cũng là điều rất là bình thường thôi, nhưng mà việc các bạn nạp cái tài khoản ngân hàng của bạn vào, đăng nhập cái tài khoản ngân hàng của bạn vào vào một cái website Forex mà nếu mà kiểu nó không uy tín ấy, thì thực sự nó cũng khá là mình không cảm thấy an toàn lắm. Huống chi là đây là một cái sàn cũng có chứng chỉ rồi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là bất tiện nếu mà các bạn làm như này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái giao diện của nó luôn. Đây, đây là cái giao diện chính của nó. Và nếu các bạn nạp tiền thì các bạn sẽ ấn vào cái chữ ký quỹ này. Đó, thì ở đây nó cho phép bạn là bằng Momo này. Đây, đây là tất cả các cái cổng nạp tiền của nó nhá. Có Bitcoin này, Solana này, rất là nhiều. Mình đánh giá là có rất là nhiều. Tuy nhiên thì thu phí rất là cao. Các bạn có thể để ý là Vietcombank ở 2% này, Techcombank 2%, Momo là đến 4% nhá. 4%, bạn nạp tiền vào đây là bạn mất 4% rồi. USDT thì không mất phí. Ok, nói chung là về cái dưới thì mình không nói, nhưng mà nạp tiền bằng ngân hàng thì mất giá là khá là nhiều phí. Rồi, tiếp theo nữa thì đến cái phần rút tiền đi. Rút tiền ở trên FPS thì các bạn cũng mất phí nhá. Các bạn mất 1% phí này. Ngoài ra thì còn mất thêm các cái phí khác, như là coin hoặc là Visa thì sẽ mất thêm các cái phí chuyển đổi USDT hoặc gì đó. Và thời gian rút tiền thì cũng từ 10 cho đến 15 phút. Nói chung là cả việc nạp tiền và bạn rút tiền ở trên cái sàn này thì cũng sẽ đều mất phí. Khá là tệ nhỉ. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến phần giao dịch. Giao dịch thì ở trên này các bạn chỉ có thể giao dịch trên MT4 và MT5, một cái phần mềm thứ ba. Thực ra thì các trader chuyên nghiệp như mình cũng chỉ thường dùng mà MT4, MT5 để giao dịch thôi, chứ cũng không sử dụng cái giao diện giao dịch của nó. Tuy nhiên thì với thời điểm hiện tại, tất cả các cái sàn đều có cái giao diện giao dịch riêng rồi, thì nó sẽ giúp các bạn quản lý tài khoản nhanh hơn rất là nhiều so với việc là các bạn cần phải đăng nhập lên một cái tài khoản thứ ba. Thế nên là việc nó không có cái giao diện giao dịch của cái sàn này là một điểm trừ cũng tương đối lớn. Về các loại tài khoản thì ở trên này có ba cái loại tài khoản chính là tài khoản Standard, tài khoản Pro và tài khoản Sen. Thì như này mình nghĩ rằng nó cũng đủ để cover hết tất cả các cái nhu cầu của trader rồi. Và các bạn có thể trade được coin nhá, tức là các bạn có thể trade được Bitcoin ở trên này rồi, trên sàn này có thể trade được Bitcoin. Đòn bẩy tối đa ở đây là 1/3.000. Đây, mình sẽ cho các bạn xem bảng điều khiển này. Đây, đây là cái tài khoản của mình, giả dụ mình muốn thêm một cái tài khoản mới nhá. Thì các bạn có thể thấy đây là nó có ba cái lựa chọn về tài khoản Standard, Pro và Sen. Ba cái loại tài khoản này mình nghĩ là cũng có thể đáp ứng đủ tất cả nhu cầu của trader được rồi. Đòn bẩy 1/3.000 cũng tương đối ổn, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Ok, chỉ là nó không có cái giao diện giao dịch thôi, mình thấy cái này khá là nặng này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần spread và phí qua đêm. Thì với những bạn mới, các bạn sẽ không hiểu spread nó là cái gì. Thì spread nó chính là phí chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Lấy ví dụ như các bạn đi mua vàng, ví dụ như SJC ở Việt Nam mình đi, thì các bạn có thể thấy là cái giá mua và giá bán vàng SJC của mình nó chênh nhau rất là nhiều, có thể lên đến hơn 1 triệu lận. Thì đó là cách mà cái tiệm vàng họ kiếm tiền. Họ mua rẻ hơn nhưng họ bán cho bạn cao hơn thì họ sẽ kiếm được tiền. Còn nếu bạn là người đầu tư, các bạn cần phải giảm được cái chi phí này, nó càng thấp càng tốt. Thì cái chi phí này ở trên Forex nó gọi là spread. Thì ở trên này mình đo được là nó 1,2 pip của cả ba cặp GBP, Euro, USD và Yên Nhật. Ở cặp vàng thì nó là 3. 3 thì nó cũng tương đối cao đấy. Pip là 3 pip cũng tương đối cao. Bitcoin thì là 19,42 pip, cũng bình thường, nhỏ, không quá lớn. Được rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến cái phí qua đêm. Phí qua đêm ở đây thì mình không tìm thấy thông tin nào miễn phí qua đêm cả. Thế nên là cứ mỗi ngày nó sẽ trạc cho bạn một ít tiền, nếu mà các bạn đặt lệnh thì nó sẽ trạc. Số tiền nó không quá lớn nhưng mà mình sẽ vẫn nói ra để các bạn có thể lưu ý là các bạn giữ lệnh càng lâu thì các bạn sẽ bị trả phí càng nhiều. Nó không lớn đâu. Thì cái này các bạn nào chơi nhiều các bạn sẽ hiểu. Còn trước mắt thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái spread này là phần lớn này, bởi vì thường các bạn sẽ giao dịch ngắn, giao dịch trong ngày, thường không để lệnh quá lâu thì các bạn sẽ chỉ cần lưu ý cái này thôi. Thì số pip này theo mình đánh giá nó ở mức
bình thường. Thì các sàn bình thường khác nó cũng có cái mức spread như thế này, thì mình đánh giá là sàn này bình thường, không có gì để chê trách cả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần hỗ trợ. Thì rất tiếc ở đây là cái phần này chỉ có bot hỗ trợ trả lời tự động thôi. Đây mình cũng có chat là tôi cần người hỗ trợ, nhưng mà nó vẫn cứ có mấy cái phần mềm trả lời tự động thôi, không có người để có thể ra để trợ giúp mình. Và tổng tất cả lại thì những cái điểm trừ lớn nhất của cái sàn này đó là nó không có trụ sở hay chi nhánh nhiều ở các chỗ khác này. Nạp tiền và rút tiền mất phí 2-3% phí. Nhiều khi các bạn nạp những cái số tiền lớn, hoặc nhiều khi các bạn lãi được có 2-4% tài khoản thôi, các bạn rút ra là coi như là mất hết rồi. Và cái nữa đó là nó không có cái giao diện giao dịch, thành ra là các bạn sẽ rất khó quản lý lệnh ở trên app. Các bạn cần phải có MT4, MT5, một cái phần mềm thứ ba nữa mới có thể quản lý được. Và đây là cái lý do tại sao nó xếp ở vị trí thứ 5, vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng 5 cái sàn mà mình đang review. Và đến với sàn giao dịch thuộc top 4, chúng ta có IC Market. IC Market được thành lập vào năm 2007, có trụ sở chính tại Sydney, Úc, và có các cái văn phòng đại diện ở Australia, Cộng hòa Síp và Bahama. Đó, như các bạn thấy ở đây là sàn này là bắt đầu có thêm các cái trụ sở ở các cái đất nước khác rồi. Giấy phép thì nó cũng có các cái giấy phép chính như ASIC, SEC và FSA, cũng khá là ổn. Về phần app thì app IC Market cũng mình đánh giá là khá là ít người đánh giá, chỉ có 321 người thôi và cũng chỉ xấp xỉ 4,6 sao. Đăng ký thì tương đối nhanh và app này thì đã có thể có giao dịch ở trên cái app rồi, tức là các bạn có thể lên đây và giao dịch được rồi, cũng có thể dùng để quản lý lệnh và nạp rút tiền trên cái app này, tương đối là đáp ứng đủ nhu cầu được rồi. Về phần nạp rút ở trên IC Market thì mình đánh giá là cái nạp tương đối nhanh, nhưng nó có một cái điểm trừ là nó không có nạp coin, bạn không thể nạp USDT lên trên này được. Tuy nhiên thì ở trên này đã có nạp qua mã QR, tức là các bạn chỉ cần mở cái app ngân hàng các bạn lên, các bạn quét QR là trên đó có đầy đủ số tiền, nội dung chuyển khoản, các bạn chỉ cần ấn chuyển khoản là xong, là tiền sẽ tự động nhảy vào trong tài khoản ở trên IC Market của bạn. Nói chung là khá là nhanh. Tuy nhiên thì cái điểm trừ của nó ở lại nằm ở cái việc rút tiền. Nếu các bạn rút trước 8 giờ sáng thì các bạn sẽ nhận được trong cái ngày hôm đó. Còn nếu các bạn rút sau 8 giờ sáng thì phải ngày hôm sau các bạn nhận được. Tức là cái việc rút tiền nó khá là lâu đấy so với cả việc nạp tiền. Và khi các bạn rút tiền các bạn chỉ có thể rút được về ngân hàng hoặc là Visa mà thôi. Các bạn không thể rút về được coin hay là các cái website nạp tiền khác. Các bạn chỉ có thể rút về ngân hàng hoặc là Visa. Về phần giao dịch thì mình thấy rằng cái giao diện giao dịch ở đây là nó đã bắt đầu có rồi. Tức là các bạn có thể lên trên này giao dịch ở trên app cũng được. Các bạn có thể đăng nhập lên MT4, MT5 để có thể giao dịch, cũng rất là ổn. Và trên này cũng các bạn có thể trade được Bitcoin, cặp Bitcoin USD là các bạn trade được. Đòn bẩy của nó thì là 1/1000, không quá cao cũng không quá thấp cũng được. Và ở đây thì các bạn có một lưu ý nhỏ là các bạn chỉ mở được hai cái tài khoản không đồng thôi. Tức là các bạn lập một cái tài khoản, các bạn chưa nạp tiền vào thì các bạn chỉ có thể mở được hai cái tài khoản giao dịch như thế thôi. Còn nếu các bạn muốn mở thêm thì các bạn cần phải nạp tiền vào hai cái tài khoản trước đấy thì các bạn mới có thể mở thêm được. Chứ còn nó không cho các bạn spam mở quá nhiều tài khoản đâu. Rồi, nền tảng giao dịch ở đây thì mình có khoanh, các bạn có thể thấy là có cái C-Trader của họ này, MT4, MT5, đòn bẩy tối đa là 1000. Đó, cũng khá là ổn so với cả một sàn giao dịch rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần spread. Thì spread của IC Market mình lại không có nhiều thông tin, thế nên là mình sẽ lấy thông tin do họ công bố. Thì mình thấy rằng cái spread của họ rất là thấp. Spread này là thuộc theo mức rất là thấp nhá. Và nếu các bạn so sánh so với cả cái sàn mình vừa review đằng trước, cái sàn FBS ấy, thì cái mức spread này nó bằng một nửa thôi. Tức cái chi phí họ lấy chỉ bằng một nửa so với sàn trước thôi. Và miễn phí qua đêm thì mình không thấy có thông tin nào cả, nên sàn này sẽ vẫn tính phí, không có miễn phí qua đêm. Được rồi, tiếp tục thì ở trên sàn này thì chỉ có hai loại tài khoản thôi, chỉ có tài khoản standard và tài khoản raw spare. Như thế này thì theo mình đọc được thì hai cái loại tài khoản này nó cũng đủ để đáp ứng được cái nhu cầu của trader được rồi. Tuy nhiên thì nó không có quá đa dạng đâu, thì không phải điểm cộng nhưng mà cũng chẳng phải điểm trừ, mình nghĩ là ổn để có thể giao dịch. Về hỗ trợ thì mình thấy rằng ở trên này có robot trả lời tự động và có lead chat tiếng Việt rồi. Các bạn có thể lên đây nhờ người Việt của mình để hỗ trợ ở trên này. Ví dụ như ở đây mình có thể mở nhiều tài khoản giao dịch được không, thì ở đây bạn ấy đã trả lời là bạn có thể có nhiều tài khoản giao dịch với chúng tôi và tối đa là hai tài khoản chưa nạp tiền. Đó, tức là ở đây là bạn đã có thể lead chat bằng tiếng Việt được rồi, cũng khá là ổn. Ok, và review lại thì sàn này nó có một cái điểm
không tốt duy nhất đó là cái việc nạp rút tiền thôi. Nó chậm một tí, tuy rằng nó không mất phí gì nhiều nhưng mà bạn sẽ phải nhận tiền muộn hơn so với cả các sàn khác có giao diện giao dịch, chỉ mở được 2 tài khoản, nói chung ở mức bình thường. Nhưng mà cái spread này của nó công bố khá là thấp này. Đây là một điểm cộng này. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 3. Đứng ở vị trí thứ 3, top 3, chúng ta có sàn XTB. Và đây là một cái sàn cũng rất là đặc biệt với mình. Sàn được thành lập vào năm 2002, tức là có lịch sử rất là lâu đời, có trụ sở chính ở Ba Lan và có rất nhiều các cái văn phòng đại diện ở Vương quốc Anh này, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Ả Rập, Saudi, Chile, rất là nhiều văn phòng đại diện ở rất nhiều quốc gia, có đầy đủ tất cả các giấy phép FCA, CEC, KNF này, IFSC này. Và cái điều đặc biệt của cái sàn này là nó được niêm yết ở trên sàn chứng khoán ở Ba Lan. Rất ít sàn có thể làm được cái điều này. Và cái sàn XTB này là cái sàn duy nhất trong 5 cái sàn mình review ngày hôm nay có thể niêm yết được ở trên sàn chứng khoán. Thì việc niêm yết ở trên sàn chứng khoán nó sẽ buộc cái sàn này nó phải minh bạch tất cả mọi thứ về chi phí, lợi nhuận cũng như là mô hình hoạt động của nó cần phải rất minh bạch thì nó mới có thể niêm yết được trên sàn chứng khoán. Và cũng như các bạn có thể thấy là nó có rất nhiều trụ sở ở rất nhiều các cái quốc gia khác nhau và được thành lập cũng khá là lâu đời. Đây là một điểm cộng rất tốt cho XTB. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần app. Thì XTB có 1,9 nghìn người review và được 4,7 sao, cũng tương đối cao rồi, sấp xỉ 5 sao rồi. Đăng ký thì mình thấy rằng đăng ký rất là nhanh và bạn có thể xác minh xong trong vòng 10 phút. Trên này thì các bạn có thể giao dịch, quản lý, nạp rút tiền trên app được rồi, không có vấn đề gì cả. Tiếp theo là phần nạp rút, thì ở trên này hỗ trợ nạp rút chính theo mình thấy là nạp rút qua ngân lượng. Các bạn sẽ không thể nạp được bằng USDT hay là ngân hàng Việt Nam. Đây, mình sẽ vào cái tài khoản của mình cho bạn xem. Đây, các bạn ấn vào phần bảng điều khiển này. Đó, các bạn có thể thấy là nó có rất ít cái phương thức nạp tiền đúng không? Chỉ có ngân lượng là các bạn có thể nạp được tiền ở Việt Nam mình. Hai cái này thì là web nước ngoài và nó mất phí này. Và các bạn có thể chuyển khoản quốc tế. Chuyển khoản quốc tế này là không phải là các bạn chuyển khoản ngân hàng Việt Nam mình nhé, mà phải chuyển khoản sang ngân hàng quốc tế thì nó mới cộng tiền vào đây. Thế nên là trong 4 cái phương thức này chỉ có mỗi ngân lượng là các bạn có thể nạp được tiền vào thôi. Thế nên là các bạn nào có tài khoản ngân lượng thì các bạn có thể nạp vào đây, hoặc là nếu không có thì các bạn phải chuyển khoản vào trong cái tài khoản ngân lượng này. Sau khi tài khoản ngân lượng này xác nhận là tiền đã được nhận thì tiền của bạn ở trên XTB này nó sẽ nhảy ở trên này. Tuy nhiên thì nó cũng nhanh thôi, nó không mất quá nhiều thời gian. Nhưng mà mình cảm giác rằng cái phương thức thanh toán đây nó khá là nghèo nàn. Có thể một phần là do nó liên miết ở trên sàn chứng khoán, nó cần phải minh bạch và công khai mọi thứ. Thế nên là nó sẽ tránh các cái việc ví dụ như nạp bằng tiền điện tử này, hoặc là các cái cổng nạp tiền khác ở trên ngân hàng Việt Nam mình nó cũng cần phải tránh. Ở đây mình cũng không có thấy Momo ở đây. Ok. Rồi, rút tiền thì các bạn cũng cần phải xác minh bằng hình ảnh. Đấy, giống như cái tài khoản các bạn cần phải xác minh nó bằng hình ảnh. Ví dụ ngân hàng MB Bank, mã SWIFT cũng như là hình ảnh xác minh tài khoản ngân hàng thì các bạn mới có thể rút tiền ra được. Thời gian nạp tiền thì mất từ 1 đến 2 phút thôi, rất là nhanh và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên thì cái việc rút tiền nhá, sẽ mất từ 7 đến 10 phút và sẽ mất phí nếu bạn rút dưới 50 đô. Tức là nếu các bạn rút dưới 50 đô, các bạn sẽ mất 30 đô tiền phí. Nếu mình rút 30 đô chẳng hạn thì mình cần phải có 60 đô trong tài khoản, nó sẽ trừ 30 đô tiền phí và 30 đô tiền mình rút ra. Thế nên là mình khuyên các bạn nếu mà rút ở trên này, các bạn cần phải rút trên 50 đô. Và một lưu ý nữa đó là nó không có hỗ trợ ngày nghỉ, ngày lễ hay là ngày Tết. Tức là nếu các bạn rút vào cuối tuần hoặc là những cái ngày nghỉ lễ, ngày Tết của nó thì rất có thể các bạn cần phải đợi đến ngày trong tuần họ mới xử lý cái giao dịch này của bạn. Thế nên đây cũng là một cái điểm mình thấy không tốt lắm ở cái sàn này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần giao dịch, và đây chính là cái lý do tại sao mình không giao dịch ở trên này, mặc dù mình có bạn mình làm ở trong cái công ty này. Đầu tiên đó là nó chỉ có cái giao diện giao dịch riêng, nó là cái giao diện giao dịch của nó. Đây, Xtation, đây, đến Xtation đây. Đó, đây là cái giao diện giao dịch của nó nhá. Đó, tức là nó chỉ có cái giao diện này để các bạn giao dịch thôi, chứ các bạn không thể đăng nhập, không hỗ trợ MT4, MT5. Trước đây thì mình nhớ là có hỗ trợ MT4 nhưng sau này thì họ bỏ luôn. Thế là thành ra là không hỗ trợ MT4, MT5 được. Các bạn đăng ký tài khoản ở trên XTB thì các bạn chỉ có thể giao dịch được ở trên XTB thôi. Các bạn không thể đăng nhập lên MT4, MT5 để giao dịch được. Thì với những cái bạn nào mới khi tham gia thị trường này, mình sẽ nói cái lý do tại sao. Bởi vì MT4, MT5 nó là cái phần mềm trading chuyên nghiệp.
và nếu các bạn muốn tiến xa trên con đường trading. Để trở thành một trader chuyên nghiệp hoặc là các bạn giao dịch nhiều ở trên này thì các bạn cần phải sử dụng MT4, MT5, nó là phần mềm giao dịch Forex chuyên nghiệp. Và tất cả các cái trader lớn ở trên thế giới này, các bạn nhìn thấy họ có rất nhiều các cái biểu đồ chỉ báo, rất nhiều màn hình. Đó chính là bởi vì họ sử dụng được MT4, MT5. Tương lai thì các bạn có thể add thêm các cái chỉ báo, các cái con robot để có thể giúp các bạn giao dịch ở trên này, thì nó cần MT4 và MT5. Tức là MT4, MT5 nó giống như là một cái phần mềm giao dịch chuyên dùng để Forex, để các bạn có thể tiến xa hơn trên cái con đường này. Thì các bạn cần phải chọn cái sàn nào nó hỗ trợ được MT4, MT5 thì các bạn mới tham gia. Còn nếu các sàn nào nó không hỗ trợ MT4, MT5 thì rất có thể cái giao diện giao dịch riêng của bọn nó ấy, nó không có đủ các cái chỉ báo, không có đủ các cái công cụ cần thiết, cũng như là không thể add được những cái con robot để có thể giúp bạn giao dịch hay là cảnh báo các bạn ở trên này được. Nó rất là bị hạn chế. Thế nên là đây là một cái điểm trừ rất lớn của trên XTB mà mình thấy. Và đòn bẩy tối đa ở trên sàn này cũng tương đối thấp, chỉ có 1.500 mà thôi. Rồi, cái lý do thứ hai tại sao mình không giao dịch ở trên này, đó là bởi vì cái spread của nó rất là cao. Spread của nó các bạn có thể thấy là nó phải gấp đôi những cái sàn bình thường là ít ấy. Đây, cặp Euro USD này là 1.6 pip này. GBP USD là 2 pip này. USD Japan là 2 pip này. Cặp vàng là 3.1 pip này và cặp Bitcoin lên đến 74.1 pip. Và ở đây các bạn có thể thấy là cái chênh lệch giá mua và giá bán nó rất là cao, dẫn đến là những người khác vào các bạn cùng một lệnh ở cùng một thời điểm, cùng một cặp tiền, giá người ta tăng lên, người ta có lời rồi, người ta rút tiền ra rồi, các bạn có khi vẫn phải đợi, các bạn cần phải gồng thêm bởi vì cái chi phí chênh lệch của nó quá lớn, thì các bạn cần phải đợi nó qua được cái chi phí đấy thì các bạn mới có được lợi nhuận. Thì đây là một cái điểm trừ rất là lớn, và sàn này mình thấy rằng nó có cái chi phí spread này lớn nhất trong 5 sàn mình đang review. Chi phí của nó rất lớn, có thể là khi các bạn trade các bạn thấy nhỏ nhỏ, nhưng mà dần dần với cái số lượng các bạn đặt lệnh nhiều hay là các bạn đặt lệnh lớn, các bạn sẽ thấy cái chi phí này nó rất là lớn. Người ta chốt lời rồi có khi mình vẫn đang gồng lỗ ấy. Đó là bởi vì cái spread của nó rất là cao, và đây là một điều mình rất không thích ở trên cái sàn này. Về phần phí qua đêm thì mình không tìm thấy thông tin nào về miễn phí qua đêm cả. Thế nên là mặc dù nó tính spread rất là cao, nhưng mà nó sẽ vẫn tính phí qua đêm của bạn như các sàn khác như bình thường. Về những cái mặt khác thì sao? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần loại tài khoản. Loại tài khoản trên này thì nó lại còn tệ nữa cơ. Là nó chỉ có một loại tài khoản duy nhất, là loại tài khoản standard, tức là tài khoản bình thường mà thôi. Đây các bạn có thể thấy nền tảng giao dịch chỉ có mỗi Xtation, không có MT4, MT5 này. Loại tài khoản chỉ có cái standard thôi. Hết, chả có gì khác cả. Đây mình sẽ vào luôn cái phần tài khoản của tôi cho các bạn xem. Rồi, thêm tài khoản chẳng hạn. Đó, các bạn có thể thấy là nó không hề có một cái lựa chọn nào khác. Loại tài khoản cũng không có lựa chọn nào khác. Cái này thì nó sẽ rất là bất tiện nếu mà các bạn có những cái phương pháp đầu tư đặc biệt như mình, thì mình có trade new ấy, thì mình cần phải có cái tài khoản, cái spread của nó bằng không, spread của nó phải nhỏ. Thì cái sàn này nó lại không đáp ứng được, thậm chí nó lại còn là cái sàn có spread cao nhất cơ. Nó giãn spread ra trong cái lúc ra tin thì thôi, khỏi cần trade thì đã lỗ rồi. Đó, và cái sàn này nó support rất là ít. Chỉ có một cái nền tảng giao dịch và cũng chỉ có một loại tài khoản. Mình không hiểu lý do tại sao. Có thể là mình cần phải nạp tiền vào nhiều tiền nó mới cho nhiều loại tài khoản, thì mình không rõ. Nhưng mà với một cái tài khoản mới mình tham gia, mình thấy như thế này thì thực sự rất là tệ. Một cái điểm trừ thứ ba của nó nữa. Rồi, xem thêm các cái tiêu chí khác nha. Hỗ trợ. Kênh này thì mình thấy hỗ trợ tương đối tốt, bởi vì các bạn có thể chat được với người này, và họ hỗ trợ bạn 24/7 qua kênh chat. Như ở đây là mình chat tiếng Việt với người Việt của mình là họ cũng có thể hỗ trợ được rồi đây. Đây, tại sao chỉ có một loại tài khoản vậy và chỉ không thể đăng nhập được lên MT4, MT5 thì họ nói rằng là chỉ XTB chỉ cung cấp dịch vụ đối với sàn Xtation mà thôi. Có thể là do cái sàn Xtation này nó chỉ có một cái loại tài khoản thế thôi, thế nên là họ chỉ có thể cung cấp một loại tài khoản như vậy thôi. Đó, đòn bẩy tối đa thì 1/500 cũng tương đối là thấp. Đó. Nhưng mà anyway, bạn có thể chat được với người và họ hỗ trợ bạn 24 giờ, 5 ngày trong tuần. Bạn có thể dùng các phương thức khác như email hoặc là số điện thoại. Tuy nhiên thì hai cái này mình chưa test, mình thấy chat thế này ok rồi, mình đoán là ok rồi. Và tổng kết lại thì sàn này có được một cái điểm cộng rất là lớn là sàn lâu đời, có trụ sở và chi nhánh ở rất nhiều các quốc gia lớn, có giấy phép đầy đủ và niêm yết được trên sàn chứng khoán rất là công khai và minh bạch. Tuy nhiên nó có ba cái điểm trừ rất là lớn, đó là chỉ có thể giao dịch trên cái sàn này thôi, không có MT4, MT5. Phí spread thì rất là cao và chỉ có một loại tài khoản duy nhất. Rất là dở.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với top 2 sàn Forex tốt nhất tại Việt Nam. Đó chính là XM. Sàn được thành lập vào năm 2009, có trụ sở ở SIF và hai cái văn phòng đại diện ở Hy Lạp và Hungary, có đầy đủ các cái giấy phép như SEC, IFSC, ASIC và FCA. Bốn loại giấy phép này thì cũng rất là ổn rồi. Về app thì mặc dù không có nhiều người đánh giá như cái sàn XTB kia, nhưng mà nó được 4,7 sao và có 951 người đánh giá. Đăng ký thì cũng rất là nhanh, chỉ trong 10 phút là các bạn có thể xác minh xong rồi. Trên app này thì các bạn cũng có thể giao dịch, quản lý và nạp rút tiền ngay trên app. Rồi, đầy đủ tất cả các cái chức năng rồi. Tiếp theo thì đến phần nạp rút. Thì ở trên này các bạn có thể nạp rút đầy đủ và miễn phí. Chỉ trong vòng 1 đến 5 phút là các bạn sẽ nhận được tiền ở trên này. Đây, các bạn có thể thấy là cái phương thức nạp tiền của nó rất là đầy đủ đây. Các bạn có thể online transfer này, chứ chuyển tiền ngân hàng này. Ngân lượng này, các bạn có thể nạp bằng tiền điện tử, Bitcoin, Crypto này, các cái website nạp tiền này, Local Bank Transfer này, tức là nạp tiền bằng cái ngân hàng ở địa phương này, QR Code, đó, QR Code này là rất là ưu việt này, các bạn chỉ cần mở ngân hàng của bạn lên, quét mã QR, rồi sau đấy các bạn ấn xác nhận là tiền các bạn tự có trong này rồi, rất là tốt, cũng có hỗ trợ cả Momo nữa. Nói chung thì sàn này mình thấy rằng họ hỗ trợ về các cái cổng nạp tiền rất là tốt, đầy đủ tất cả các cổng nạp tiền. Và điểm đặc biệt của cái sàn này này, là nó có thêm cái bonus. Đó, có bonus. Và cái bonus này, ví dụ như các bạn nạp 100 đô vào chẳng hạn, thì họ sẽ cho bạn 50 đô tín dụng, tức là bạn có thể trade 150 đô. Nhưng mà nếu mà các bạn được lời, các bạn có thể rút được cái tiền lời đấy ra, rút được 100 đô đấy ra, nhưng mà họ sẽ để cái 50 đô ở lại ở trên đó. Nói chung thì đây chỉ là một cái bonus theo dạng tín dụng thôi, các bạn sẽ không thể rút được cái bonus này ra, nhưng mình thấy rằng đây là một cái chính sách rất là tốt để có thể thúc đẩy thêm các bạn có thêm nguồn vốn để tham gia giao dịch ở trên này. Và sàn này có rất nhiều các cái dạng bonus khác nhau nhé, các bạn nào quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm. Về rút ngân hàng thì thời gian sẽ lâu hơn, từ 10 cho đến 15 phút thì bạn sẽ nhận được tiền. Bạn có thể rút về ngân hàng, ngân lượng hoặc là các cái website này rút tiền. Hiện tại thì rút coin nó sẽ không hiển thị, các bạn nạp bằng coin thì nó sẽ hiển thị. Đây, mình sẽ vào cho các bạn xem. Đây là cái tài khoản XM của mình này, mình sẽ vào cái phần nạp tiền này. Đó. Đây, các bạn có thể thấy là nó hỗ trợ rất là nhiều các cái cổng nạp tiền khác nhau, nạp cả Bitcoin này, Ethereum này, USDT này. Cái này không biết, đây là BNB này, có ngân lượng này, chuyển khoản ngân hàng và QR. Đây, cái này rất là ưu việt. Các bạn rút tiền thì các bạn cũng thể rút về thẳng ngân hàng của bạn, rút qua ví ngân lượng được. Nói chung là rất là nhanh, mình không thấy có vấn đề gì ở đây. Nó chỉ có một cái điểm cộng mình thấy rất là khác biệt so với các sàn khác là nó có thêm bonus thôi. Đó. Về giao diện giao dịch thì ở trên này các bạn đã có thể giao dịch ngay ở trên app được. Ở trên này cũng có hỗ trợ MT4, MT5. Đây, MT4 này, MT5 đây. Và cũng có thể trade ngay trên web được đây. Ở trên smartphone và máy tính bảng cũng có rất nhiều các cái phần mềm để các bạn có thể hỗ trợ ở trên này. Đây, mình sẽ vào đây cho các bạn xem. Các bạn có thể vào phần đây, phần mềm giao dịch đây. Đó, các bạn có thể thấy rất nhiều các cái ứng dụng và phần mềm giao diện khác nhau ở trên này. Nó hỗ trợ rất là đầy đủ. Ok, tương đối là ổn đấy. Tiếp theo về spread và phí qua đêm thì spread ở trên này nó rơi vào 1,8 với cặp Euro USD, GBP là 2, USD là 2 cái này. Thế này là tương đối cao đấy. Tuy nhiên thì BTC cái cặp này cũng tương đối thấp này. Nó là không phải thấp lắm, nó ở mức bình thường thôi. Và mình không tìm thấy thông tin miễn phí qua đêm, tức là nó sẽ vẫn tính phí qua đêm như bình thường. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về các cái loại tài khoản ở trên này. Thì trên này có 5 cái loại tài khoản: Standard, Micro, Ultra Low Standard và Ultra Low Micro và tài khoản Share. Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đó, thiết lập tài khoản giao dịch các bạn. Trên này có cả MT4, MT5 thì ok rồi này. Standard này, tài khoản bình thường này, tài khoản micro, micro tức là tài khoản nhỏ ấy. Các bạn có thể thấy là cái số lot ở đây là 100.000 thì ở đây có 1.000 thôi. Tức là với những bạn nào có tiền ít thì các bạn có thể chọn tài khoản micro này. Ultra low standard. Đây thì như mình đọc là cái số pip của nó sẽ nhỏ hơn, cái spread của nó sẽ nhỏ hơn, giảm được cái chi phí đi. Đó, khối lượng tối thiểu không phải một lot vẫn là như thế. Và ultra low thì nó là cái tài khoản có spread nhỏ hơn. Đấy, nhưng mà của cái tài khoản micro này và một cái tài khoản xe. Tài khoản xe này thì sản phẩm cơ bản phí hoa hồng nó gần giống với tài khoản zero, nhưng mà cái khối lượng giao dịch tối thiểu của nó là một lot, tức là rất là lớn này. Thì nhìn chung thì nó cũng đủ để đáp ứng được tất cả nhu cầu được rồi. Trade new thì có thể sử dụng tài khoản xe này, như mình thì có thể sử dụng được. Và tài khoản standard
Nói chung là nó cũng khá là ổn, đáp ứng đủ tất cả các cái nhu cầu của trader được rồi. Tiếp theo là đến phần hỗ trợ nhanh, thì ở đây có hỗ trợ bằng người rất là nhanh nhé. Mình đánh giá là hỗ trợ người rất là nhanh. Đây, cho tôi hỏi tôi có thể nạp tiền bằng USDT thì sao không rút được bằng USDT, thì ở đây người ta có trả lời nhanh, rất là nhanh này. Chào bạn, bạn có thể nạp từ crypto và có sẽ có phần rút crypto khi mà các bạn nạp bằng crypto nhé. Tức là khi mình chat tiếng Việt là sẽ có người Việt chat với mình luôn và hỗ trợ 24/7. Và ngày hôm sau, sau khi mình tạo tài khoản xác minh xong thì có người gọi điện mình để hỏi thăm xem là mình có gặp vấn đề gì không. Nói chung là phần hỗ trợ của XM mình thấy khá là ok, rất là tốt luôn đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái sàn Forex top 1, sàn Forex tốt nhất tại Việt Nam. Đó chính là Xnet. Rồi, thành lập vào năm 2008, có trụ sở chính ở Sip, cũng có các văn phòng đại diện ở Vương quốc Anh, Nam Phi, mấy cái đất nước này mình không biết lắm. Có đầy đủ tất cả các cái giấy phép, rất là nhiều giấy phép luôn. Ở đây thì mình có tìm được website của nó, thì các bạn có thể lên đây để tham khảo các cái loại giấy phép của nó. Đó, giấy phép của tập đoàn Xnet đây. Rất nhiều các cái giấy phép lớn, rất nhiều các cái thị trường tài chính khác nhau đã được cấp phép cho Xnet. Và đây là sàn được cấp phép nhiều nhất, cũng như nhiều các cái chứng chỉ giấy phép uy tín nhất ở trong 5 cái sàn mà mình vừa review. Rồi, rất là uy tín rồi. Rồi, tiếp theo về phần app thì các bạn có thể thấy đây là một cái app có 10.000 người review. Tuy rằng nó xấp xỉ 4,6 sao thôi nhưng mà nó có 10.000 người review cơ. Nó gấp gần như 5 cho đến 10 lần hai cái sàn mà mình vừa giới thiệu ở phía trên. Về phần đăng ký thì mình thấy rằng đăng ký cũng rất là nhanh và các bạn có thể xác minh xong trong vòng 10 phút. Trên app thì các bạn có thể giao dịch trực tiếp ở trên đó, quản lý và nạp rút tiền ngay trên app cũng rất là đầy đủ. Được rồi. Tiếp theo nữa là về phần nạp rút thì cái này là mình phải rất là công nhận về phần Xnet. Mình đã nạp và rút tiền rất nhiều ở trên này rồi. Và họ có hỗ trợ ngân hàng Việt Nam quét QR, nạp tiền cả USDT và trên ngân lượng. Nói chung là các cái cổng nạp tiền chính ở trên này thì hỗ trợ rất là đầy đủ. Phần nạp tiền các bạn chỉ mất tầm 1 cho đến 2 phút thôi là tiền đã nhảy ở trong tài khoản ngân hàng các bạn rồi. Còn về rút tiền thì cũng chỉ từ 5 đến 7 phút thôi là các bạn có tiền trong tài khoản ngân hàng rồi. Và các bạn có thể rút nhé. 24/7. Bất kể ngày lễ, ngày Tết, thứ bảy, chủ nhật, 1 giờ đêm, 2 giờ sáng, các bạn vẫn có thể rút tiền bình thường ở trên này. Đây là một cái điều mình cảm thấy họ support rất là tốt. Và cái cổng nạp tiền mình hay sử dụng nhất đó là quét mã QR. Mình chỉ cần mở app ngân hàng, giơ điện thoại lên quét mã QR, rồi sau đấy là thông tin về số tiền này, lời nhắn, các thứ là nó sẽ hiển thị hết. Mình chỉ là việc ấn chuyển khoản, xác nhận, thế là xong, tiền mình có ở trên tài khoản của mình rồi. Đó, rất là nhanh về cái phần này. Đây, mình cũng sẽ vào luôn cái tài khoản của mình cho các bạn xem. Đó, đây là cái tài khoản mình. Các bạn có thể thấy là mình mở rất nhiều các tài khoản khác nhau đây. Đang trade ở trên này đây. Nạp tiền nhá. Đó, ở trên này thì cung cấp đầy đủ tất cả các cổng nạp tiền đây. Cổng nạp tiền từ QR đây. Và tất cả đều không mất phí giao dịch nhá. Các bạn nhìn này. Không phí giao dịch, ngân lượng không này. Bitcoin không. USDT không, không cái nào mất phí. Các bạn nạp rút tức thì trong ngày, không mất một phí nào cả. 24/7. Đây là một điểm mình thấy rất là tốt ở trên này. Nó chỉ thiếu cái là nó không có bonus thôi. Thì tí nữa mình sẽ nói lý do tại sao nó không có bonus, không giống như cái sàn XM. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về phần giao dịch. Thì phần giao dịch ở trên này là có giao diện giao dịch riêng. Đây, mình sẽ vào luôn cho các bạn xem. Đây, ví dụ như mình lấy tài khoản 8.000 đô này của mình, mình ấn vào phần giao dịch chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ cho lựa chọn MetaTrader 5 hay là thiết bị đầu cuối. Thì mình sẽ ấn vào thiết bị đầu cuối. Nó sẽ ra luôn cái giao diện giao dịch của Xnet ngay ở trên này. Và ở trên này bạn cũng có thể giao dịch long short mua bán ở trên này luôn. Đây, cái giao diện của nó đây. Cũng bình thường thôi, không mình không đánh giá cao lắm. Nhưng đại khái là nó có. Và mình cũng có thể giao dịch ở trên MT5 rất là thuận tiện. Thì cái này bạn nào xem video của mình rồi sẽ biết mình thường giao dịch ở trên MT5. Được rồi. Có hỗ trợ MT4, MT5 đầy đủ giao diện này. Có thể trade được USD và BTC, coin. Các loại coin khác cũng có thể giao dịch được. Và bạn có thể giao dịch được cái đòn bẩy vô cực nhá. Đây là một cái điểm cộng này. Đòn bẩy vô cực. Đây, các bạn có thể thấy là cái đòn bẩy 1 không giới hạn này này. Mình vào luôn cho các bạn xem nhá. Tạo tài khoản mới này. Rồi, tài khoản Pro chẳng hạn. Ấn tiếp tục. Đó, thì các bạn có thể thấy ở đây là nó sẽ cho các bạn chọn tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1-2.000 này. Rất là cao rồi đúng không? Nhưng mà các bạn có thể chọn được đòn bẩy không giới hạn. Cái này thì để cho các bạn nào đánh
kiểu đánh như khối lượng lớn trong thời khung thời gian nhỏ ấy, đánh theo kiểu sniper ấy, vào lệnh ra lệnh rất là nhanh, thì các bạn có thể sử dụng cái đòn bẩy này để kiếm một cái khoản tiền rất là lớn. Thì mình có làm video rồi. Ok, một cái điểm rất là tốt ở trên Xnet mà các sàn khác không có là đòn bẩy vô cực này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về spread và phí qua đêm. Thì mình phải nói luôn, spread ở trên Xnet là thấp nhất thị trường. Mình nói luôn là thấp nhất thị trường này. Euro và USD là 0.6 này, GBP là 0.8 này, USD Japan là 0.7 này. Cặp vàng này nó có 1.25 thôi, tức là nó còn thấp hơn một nửa. Mình so sánh lại với cả cái sàn XM đây, sàn trước đấy đây, thì nó vẫn phải là 3.3 cơ. Rồi XTB đâu nhỉ? XTB đây, đến 3.1 cơ, rất là cao. Mà mình biết rằng rất nhiều người thích trade cặp vàng này, bởi vì biến động của nó rất là tốt và rất nhiều các cái phương pháp giao dịch, rất nhiều người hướng dẫn trade vàng. Thì cái việc là cái spread của nó thấp giúp các bạn có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn, dễ có lời hơn ở trên thị trường. Và cái phí của nó là bằng một nửa tất cả những cái sàn mình giao dịch phía trên. Và mình hiện tại đang thấy là cái spread này nó là thấp nhất thị trường. Và một điểm nữa nhá, phí qua đêm. Phí qua đêm, Xnet miễn phí qua đêm. Miễn phí qua đêm với các cái như cặp tiền kỹ thuật số, ví dụ như Bitcoin chẳng hạn, cổ phiếu, ví dụ như Tesla, Facebook này, chỉ số, ví dụ như VN30, S&P 500 và vàng. Điều này có nghĩa là như thế nào? Điều này có nghĩa là với những cái bạn giao dịch mà theo kiểu đầu tư, giao dịch theo kiểu thời gian dài như mình ấy, mình có thể vào đặt một cái lệnh mua lên Bitcoin chẳng hạn, và mình có thể giữ cái lệnh đó cho đến 1 năm, 2 năm, chừng nào cái sàn này nó còn hoạt động thì mình vẫn giữ được. Và nó có thể có mức lợi nhuận cực kỳ cao mà mình không mất bất kỳ một cái chi phí nào thêm nữa. Chỉ cần mất chi phí spread khi mà vào lệnh thôi. Sau đấy thì mình có thể gồng cái lệnh đấy đến thiên thu vạn cổ luôn. Tương tự mình có thể làm điều đấy với vàng. Ví dụ mình biết vàng sắp sửa sẽ tăng dài trong vòng 2 năm tới. Mình vào đây mình đặt một cái lệnh 0.1 lot xong mình để đó. Mình không cần phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào nữa. Thì giá vàng càng lên thì cái lệnh đấy của mình càng lời. Đây là một cái điểm rất là tuyệt vời của Xnet mà mình cảm thấy rằng với những người mà trade dài hoặc là đầu tư theo kiểu dài hạn có thể tham gia vào sàn này và đầu tư cổ phiếu nhá, mua cổ phiếu xong đợi giá nó tăng lên mà thì cũng không mất tiền phí qua đêm gì cả, không mất bất kỳ chi phí cả, chỉ mất một chi phí vào lệnh là cái phí spread ban đầu thôi, mà cái phí spread này cũng là thấp nhất thị trường luôn rồi. Và mình cũng có ngồi nói chuyện với cả hỗ trợ ở bên Xnet ấy là làm sao cái spread này nó lại thấp như thế, thì là bởi vì họ dồn hết tất cả các cái chi phí khác, họ lượt bỏ hết tất cả các chi phí, ví dụ như chi phí bonus giống như sàn XM chẳng hạn, họ cho thêm cái chi phí bonus đúng không, nhưng họ chính cái chi phí spread này rất là cao, coi như là huề cả làng. Nhưng mà cái sàn Xnet này họ sẽ bỏ các cái bonus, bỏ những cái râu ria không cần thiết đi, mà họ giảm trực tiếp vào cái phí spread này cho người dùng. Một cái mình cảm thấy cực kỳ tuyệt vời cho những người tham gia giao dịch ở trên này là bạn sẽ được nhận ngay những cái ưu đãi ngay khi các bạn mở tài khoản ở trên này, là phí spread của nó rất là thấp. Đó, đây là thống kê thực tế luôn và mình đo ở trên thị trường thực tế nhá. Này, các bạn có thể để ý là mình chụp cái màn hình của tất cả các cặp tiền này này đều vào lúc 17:42 để chắc chắn rằng là cái việc của mình làm này, mình đo spread trong khung thời gian nó được công bằng nhất, thì mình đã chụp trong cùng một thời gian 7:42 nhá. Đó, tất cả các cái cặp tiền luôn. Đây, cũng là 7:42 hết. Mình đo rất là công bằng. Và cái phí spread của Xnet nó vẫn là cái spread thấp nhất thị trường. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với loại tài khoản. Thì ở trên này có tài khoản demo và 5 cái loại tài khoản khác nhau. Tài khoản ban đầu khi các bạn được cấp là tài khoản thông thường. Tài khoản pro thì có spread thấp nữa. Đấy. Tài khoản raw spread thì sẽ là spread thấp cộng với cả một ít chi phí. Tài khoản zero, tài khoản này thì mình thường dùng để trade new thì nó không có spread nhưng mà nó sẽ có chi phí tương đối cao. Thì cái này dùng để các bạn trade new hoặc là trade khung nhỏ, nó trong khung nhỏ nó biến động rất là nhanh, nó có thể giãn spread khi mà ra ti chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng tài khoản zero. Và đặc biệt mình dùng tài khoản zero này để trade new như các video trước mình đã đăng tải. Ngoài ra thì còn một cái tài khoản sen nữa, thì tài khoản này là tài khoản lô nhỏ, chỉ dùng được cho MT4 thì mình không hay sử dụng lắm, mình cũng không hay sử dụng cái tài khoản nhỏ này lắm, thì mình không biết. Nhưng mà với 5 cái loại tài khoản này là nó có thể cover hết
được tất cả các cái phương pháp cũng như là nhu cầu của trader được rồi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đó, đây cái phần mục tài khoản mới đây, các bạn có thể xem MT4 này, MT5 đây. Các bạn có thể thấy là có đầy đủ tất cả các cái loại tài khoản mà các bạn có thể tham gia được ở trên này. Rất là tốt luôn, rất dễ sử dụng. Được rồi, tiếp tục này. Hỗ trợ thì hỗ trợ ở trên này cũng có thể hỗ trợ người 24/7 qua kênh chat. Tuy nhiên thì mình thấy rằng nó khó để có thể gặp người hơn. Tức là các bạn cần phải mô tả cái vấn đề của các bạn. Các bạn chọn một lúc rồi nó có cái là không, tôi chuyển sang hỗ trợ trực tiếp này, thì các bạn ấn vào đây thì các bạn mới ngồi nói chuyện được với người. Còn không thì các bạn chỉ nói chuyện với robot thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể qua email, số điện thoại, hoặc là nếu mà các bạn trade tài khoản lớn ý, thì sẽ có người gọi là hỗ trợ riêng cho các bạn, thì các bạn có thể nhắn tin với họ qua Zalo hoặc các thứ, thì cái này nó ở mục sau. Còn với những người mới thì các bạn muốn chat với người, các bạn cần phải chọn các cái vấn đề của các bạn gặp phải, rồi sau đấy nó có cái thông tin là không, chuyển sang người hỗ trợ trực tiếp, thì các bạn ấn vào đây thì các bạn sẽ nói chuyện được với người. Và kênh hỗ trợ này là 24/7. Lần trước có một lần vào lúc mấy giờ sáng ấy, mình có nhắn tin chat ở trên này thì mình vẫn gặp được người hỗ trợ ở trên này nhá. Ok, và như vậy là mình đã vừa review xong top 5 sàn Forex tốt nhất Việt Nam, và sau đấy thì chúng ta sẽ có một cái bảng thống kê như thế này. Ở đây thì mình đã liệt kê ra và đánh dấu những điểm được và chưa được của từng sàn. Nếu các bạn thấy cái bảng này bé quá thì không sao, mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả cái PowerPoint này, và cũng là cái bảng thống kê của mình ở trên Excel, mình cũng sẽ để link ở phía dưới mô tả để các bạn có thể xem được chi tiết nhất và đánh giá từng sàn. Thì ok, hai cái sàn ở cuối cùng là IC Market và FBS thì mình có lẽ là mình sẽ bỏ qua. Còn ba cái thằng ở phía trên này, top 3 này, thì mỗi thằng nó đều có một cái điểm mạnh riêng. Như XTB đi, thì nó được niêm yết ở trên sàn chứng khoán ở Ba Lan, rất là rõ ràng, có rất nhiều trụ sở ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên thì nó lại không hỗ trợ MT4, MT5. Spread thì thuộc diện cao nhất thị trường và chỉ có một loại tài khoản standard, thì mình cũng không ưng lắm. Ok, đến với cái loại thứ hai thì XM thì nó có một cái đặc biệt là nó có thêm bonus khi các bạn nạp tiền vào, và việc nạp rút tiền cũng rất là thuận tiện. Tuy nhiên thì cái phí của nó ấy, thì cũng thuộc diện là rất là cao. Cũng có 5 loại tài khoản. Cái này thì mình đã đánh giá nó bình thường, bởi vì một vài cái tài khoản của nó cần một cái điều kiện hoặc phải đặt lệnh rất là cao thì mới đạt được. Thế nên là cũng không tối ưu lắm. Và ở đây mình thấy tối ưu nhất là Xnet. Thì như vừa nãy mình có nói thì lý do tại sao Xnet lại không có những cái bonus này, mình cũng có hỏi với cả support riêng của mình rồi. Thì anh ấy bảo là do là Xnet ấy giảm hết tất cả các cái chi phí, để cho cái chi phí spread, là cái chi phí các bạn sẽ nhận khi mà giao dịch, nó sẽ được tốt nhất cho nhà đầu tư. Thế nên là họ sẽ giảm tất cả những cái chi phí khác, dùng cái chi phí đấy để support cho các bạn trong việc nạp rút, hỗ trợ đấy, hoặc là giao dịch này, nó sẽ được rất tốt, và cả hỗ trợ cả cái phí qua đêm của những cái cặp tiền hay những chỉ số nữa. Được rồi, còn ở cái thằng XM này đi, thì các bạn có thể thấy là mặc dù nó có bonus, có rất nhiều chương trình bonus, cái này bạn có thể lên trên đó để xem, nhưng mà cái phí giao dịch của nó rất là cao, thì mình nghĩ nhiều khi nó cũng bù trừ cho nhau rồi. Còn với cá nhân mình thì mình sẽ vẫn tiếp tục giao dịch ở trên Xnet, bởi vì tuy rằng nó không có bonus nhưng mà cái phí giao dịch, cái spread của nó lại là nhỏ nhất thị trường. Thế nên là mình sẽ vẫn tiếp tục tham gia ở trên này. Toàn bộ link website của cả 5 sàn này mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Và nếu có bạn nào gặp vấn đề trong cái việc đăng ký tài khoản, xác minh tài khoản ở trên Xnet thì video sau mình sẽ làm hướng dẫn chi tiết từ A đến Z. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.